Lợi ích tuyệt vời của đậu Hà Lan. Nguồn gốc, phân bố. Đậu Hà Lan xuất hiện từ rất lâu nhưng người ta vẫn chưa tìm hiểu nguồn gốc thực sự của loại đậu này như thế nào. Tuy nhiên, nhiều nhà khoa học dựa vào sự phân bố gen của chúng đưa ra kết luận rằng đậu Hà Lan có nguồn gốc từ vùng Cận Đông và các khu vực Địa Trung Hải. Tại Ai Cập, người ta tìm thấy đậu Hà Lan có thể đã có từ niên đại 4800-4400 TCN ở khu vực đồng bằng sông Ninh và khoảng từ 3800-3600 TCN ở Thượng Ai Cập. Ngoài ra, hạt đậu này cũng xuất hiện ở Georgia vào thiên niên kỷ thứ 5 trước công nguyên, ở Afghanistan vào 2000 năm trước công nguyên. Trong thời kỳ của nền văn minh Harappan, xung quanh Pakistan ngày nay, và miền Tây, miền Bắc Ấn Độ vào những năm 2250-1750 trước công nguyên. Vào nửa sau của thiên niên kỷ thứ 2 trước công nguyên, đậu Hà Lan đã xuất hiện ở lưu vực sông Hằng và miền Nam Ấn Độ. Ngày nay, cây đậu Hà Lan có thể được trồng ở nhiều nơi trên toàn thế giới nhưng mang lại năng suất cao và tốc độ sinh trưởng tốt chỉ ở những khu vực khí hậu ẩm, có nhiệt độ từ 18-20 độ C. Với những nơi có nhiệt độ trên 25 độ C và dưới 12 độ C thì sẽ làm cho cây đậu sinh trưởng chậm, thậm chí bị tàn lụi nhanh ở 35 độ C. Hãy cùng hạt giống An Yên Shop đi tìm hiểu công dụng của đậu Hà Lan các bạn nhé. Một, tác dụng của đậu Hà Lan. Nếu bạn nghĩ rằng đậu Hà Lan là một loại rau bình thường và khiêm tốn thì hãy suy nghĩ lại. Những viên ngọc nhỏ này mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Cùng Cao gắm điểm qua chính công dụng của đậu Hà Lan nhé. 1.1 Tăng cường sức khỏe xương khớp. Theo các nghiên cứu cho thấy, chỉ một chén đậu Hà Lan đã chứa 44% lượng vitamin K giúp duy trì hàm lượng canxi bên trong xương giúp xương chắc khỏe. Ngoài ra, hàm lượng vitamin B có trong đậu cũng giúp ngăn ngừa loãng xương. 1.2 Giảm cân. Hạt đậu nhỏ này có tác dụng giảm cân rất tốt. Đậu Hà Lan ít chất béo và cũng vô cùng ít calo so với các loại đậu khác. 100g đậu Hà Lan chỉ chứa 81 calo. Hàm lượng chất xơ cao giúp tạo cảm giác no khiến bạn hạn chế ăn các loại thực phẩm khác dễ gây tăng cân. Tác dụng hỗ trợ giảm cân. 1.3 Tốt cho da. Loại đậu này là một nguồn vitamin C tuyệt vời. Nó đóng vai trò quan trong việc sản xuất collagen giúp cho da sáng mịn và săn chắc. Bên cạnh đó, vitamin C và các chất chống oxy hóa cũng bảo vệ tế bào khỏi bị hư hại do các gốc tự do gây ra. Các chất chống oxy hóa có trong nó như flavonoid, catechin, epicatin, carotene và alpha carotene giúp ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa. 1.4 Tốt cho mắt. Đậu Hà Lan có chứa carotene lutein và zeaxanthin. Những chất dinh dưỡng này giúp bảo vệ đôi mắt khỏi các bệnh mãn tính, chẳng hạn như đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng do tuổi tác. 1.5 Tăng cường sức khỏe tiêu hóa. Tăng cường sức khỏe tiêu hóa nhờ đậu Hà Lan. Loại đậu này rất giàu cumeton, một chất dinh dưỡng đóng vai trò bảo vệ và chống lại ung thư dạ dày. Tác dụng này là do các chất chiết xuất phenolic của rau mầm đậu Hà Lan ức chế sự phát triển của Helicobacter pylori, một loại vi khuẩn gây loét dạ dày. Ngoài ra, đậu Hà Lan cũng chứa một lượng lớn chất xơ và đường prebiotic giúp cải thiện chức năng hệ tiêu hóa. Đường prebiotic trở thành thức ăn cho vi khuẩn probiotic trong quá trình tiêu hóa. Điều này giúp các vi khuẩn có lợi sử dụng các loại đường này và chuyển đổi chúng thành các sản phẩm có lợi cho cơ thể. 1.6 Tăng cường hệ miễn dịch. Đậu Hà Lan có chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp xây dựng hệ thống miễn dịch khỏe mạnh. Các chất chống oxy hóa có thể kể đến như vitamin C, vitamin E, kẽm, flavonoid, catechin, epicatin, carotene, alpha carotene, beta carotene, acid phenolic, acid folic và acid cafeic và cumeton. 1.7 Kiểm soát lượng đường trong máu. Trước hết, đây là một loại thực phẩm có chỉ số đường huyết di tương đối thấp. Nó rất hữu ích để điều chỉnh lượng đường trong máu. Hơn nữa, nó chứa nhiều chất xơ và protein giúp làm chậm quá trình phân hủy carbon hydrate và kiểm soát đường huyết. Các nghiên cứu cho thấy rằng ăn một chế độ ăn giàu protein làm giảm lượng đường trong máu sau ăn ở những người mắc bệnh tiểu đường loại 2. Ngoài ra, hàm lượng vi chất dinh dưỡng cao trong đậu cũng bổ sung vào việc kiểm soát và phòng ngừa bệnh tiểu đường như vitamin A, vitamin C, vitamin K và magie. 1.8 Tăng cường sức khỏe tim mạch. Tăng cường sức khỏe tim mạch. Tình trạng viêm và sự phân hủy các gốc tự do có thể góp phần hình thành các mảng bám dọc thành mạch máu. Axit béo omega 3 và omega 6 có trong đậu Hà Lan giúp giảm quá trình oxy hóa, viêm nhiễm và ngăn ngừa hình thành các mảng xơ vữa. Hàm lượng chất xơ cao đã được chứng minh là làm giảm tổng lượng cholesterol và cholesterol LDL xấu, là chất làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim khi chúng tăng cao. Bên cạnh đó, các khoáng chất tốt cho tim mạch như canxi, magie và kali có trong đậu Hà Lan có thể thúc đẩy sức khỏe tim mạch tốt hơn. Chế độ ăn bao gồm những chất dinh dưỡng này có thể ngăn ngừa tăng huyết áp, do đó làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim. 1.9 Ngăn ngừa bệnh ung thư. Thường xuyên tiêu thụ loại đậu này có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư nhờ vào hàm lượng chất chống oxy hóa và đặc tính chống viêm của chúng.
Loại đậu này cũng chứa các hợp chất saponin có tác dụng cực tốt đối với bệnh ung thư. Nhiều nghiên cứu cho thấy saponin có thể làm giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư và có khả năng ức chế sự phát triển của khối u. Vitamin K có nhiều trong đậu Hà Lan cũng được biết đến với tác dụng chống ung thư và ngăn ngừa ung thư tuyến tiền liệt. Ai không nên ăn đậu Hà Lan? Một số đối tượng dưới đây nên hạn chế hoặc không nên sử dụng đậu Hà Lan. Người bệnh gu không nên ăn đậu Hà Lan do nó có chứa một lượng lớn purin, một chất làm tăng nồng độ axit uric và tích lũy trong khớp các urat dạng muối của axit uric. Người có vấn đề nghiêm trọng với chức năng ruột vì một trong những nhược điểm của thực phẩm này là khả năng gây đầy hơi và khó chịu ở vùng bụng. Người bị viêm túi mật, tiểu huyết mạch, tiểu tiện và bệnh thận khác, đặc biệt viêm thận. Phụ nữ có thai và cho con bú. Người cao tuổi. Mẹo để ăn đậu Hà Lan đúng cách. Cách chọn đậu Hà Lan như sau. Tìm loại có vỏ cứng, mượt, mịn và có màu xanh lục. Không nên chọn những loại có màu xanh lá cây nhạt hoặc đậm, hoặc hơi vàng, hơi trắng, hoặc lốm đốm xám. Không nên chọn những quả bị phồng rộp, dính nước hoặc có cặn nấm mốc. Cách bảo quản đậu. Nếu bạn không sử dụng đậu Hà Lan ngay sau khi mua, hãy bảo quản chúng trong tủ lạnh càng sớm càng tốt để ngăn nó chuyển thành tinh bột. Tuy nhiên, bạn nên sử dụng thực phẩm sớm nhất có thể bởi vị ngọt của nó sẽ bị giảm đi sau khi thu hái. Không nên rửa đậu Hà Lan trước khi bảo quản vì nó có thể bị hỏng trong khi bảo quản. Nên bảo quản loại thực phẩm này trong túi hoặc hộ không kín sẽ giữ được vài ngày. Cách nấu ăn đậu Hà Lan giàu chất dinh dưỡng. Trong số tất cả các phương pháp nấu ăn thì đậu Hà Lan xào sẽ giúp đậu xanh tạo được hương vị tuyệt vời nhất. Dù nấu ăn bằng phương pháp nào, bạn cần chú ý 3 nguyên tắc sau. Tiếp xúc nhiệt ít nhất. Thời gian nấu càng nhanh càng tốt. Hạn chế tiếp xúc bề mặt thực phẩm với chất lỏng nấu ăn. Đậu Hà Lan mọc mầm có ăn được không? Nhiều thực phẩm khi mọc mầm sẽ trở nên độc hại đối với cơ thể. Tuy nhiên, trên thực tế, mầm đậu Hà Lan lại được đánh giá cao về giá trị dinh dưỡng và công dụng đối với sức khỏe. Mầm đậu Hà Lan có chứa hàm lượng caroten lên tới 2700mg/100g. Trong khi đó những loại trái cây, rau dưa mà chúng ta thường ăn chỉ có lượng caroten là 100mg/100g.